Ok, hello anh em. Trưa nay thì tôi có chơi cái Overwatch ấy. Thì theo dõi thì vẫn thấy nói chung là tâm tư của rất nhiều anh em ở Việt Nam bây giờ vẫn là không có tiền để mà mua được tầm vẫn phải mất 800k để mua được cái Overwatch. Nên là tâm lý của nhiều anh em vẫn là rất là cảm thấy rất là bứt rứt. Thành ra là tôi mới biết được cái tin là cái game Paladin này này nó đang cho đăng ký tài khoản hoàn toàn miễn phí, không cần key test, không cần code kích hoạt gì cả. Anh em chỉ cần vào cái link mà tôi để ở trên status ấy là anh em xem được các cái bước để mà đăng ký tài khoản và tải game về. Tôi nói lại là con Paladin này này nó có cái lối chơi rất gần, rất giống với Overwatch, có thể nói là giống 90%. Giống như thế nào thì đây tôi sẽ vào chơi thử một cái ván cho anh em xem để anh em biết là nó giống như nào, sau đấy tôi sẽ giải thích sâu hơn. Cái con Paladin này nhá, thì anh em có thể yên tâm là cấu hình của nó không hề cao. Anh em chỉ cần có cái máy nó khoảng tầm 2 GB thôi. Cặp màn hình thì đời cũ cũng được, tức là chỉ cầm cái máy laptop mà nó khoảng tầm 3 4 năm trở lại đây thôi là anh em có thể chơi được. Gameplay của nó cũng là bắn súng góc nhìn thứ nhất với cái yếu tố MOBA giống như là Overwatch. Và tôi nghĩ là với các anh em nào mà không có tiền mua các cái con game các con game mà mất tiền mua ấy, giống như kiểu Overwatch ấy, thì có thể chơi con này miễn phí hoàn toàn. Không phải, anh em không phải lăn tăn gì vấn đề là mình có tiền hay không. Đó. Đây tôi sẽ vào chơi thử một trận. Đây là chúng ta đang vào màn hình vào trận. Mỗi một team sẽ có 5 người và chúng ta đấu với nhau thôi. Đây là tôi đang chọn một hero, con này là chuyên dùng súng có thể vừa ngắm được vừa bắn bình thường được. Hiện tại thì con Paladin này nó có khoảng tầm 20 tướng. Đây đây là danh sách của hai team này. Nói chung là anh em nào mà đã xem các clip Overwatch rồi hoặc là đã chơi Overwatch rồi sẽ thấy là nó rất là tương đồng với nhau. Ok, chúng ta vào trận. Đây là màn lúc bắt đầu vào chờ này, cũng giống như Overwatch thôi. Lúc đầu chơi Paladin này khi mà vào trận chúng ta phải đợi đến khi mà có đủ thời gian rồi bắt đầu vào trận thì mới qua được cái cửa này, giống như Overwatch thôi. Ở đây có một cái lưu ý là chúng ta có thể mua được các cái bùa hỗ trợ khi mà mới vào trận. Ví dụ ở đây tôi sẽ mua cái bùa hỗ trợ cho mình có cái mua cái tốc tốc chạy nhanh hơn. Ok, lúc đầu vào chúng ta chỉ mua được một cái bùa này thôi. Trong này nó khác Overwatch thì cái là chúng ta có thể có được cả thú cưỡi. Đó, anh em thấy thú cưỡi chưa? Bản đồ của game thì nằm ở phía bên trên bên tay phải, anh em nhìn thấy không? Có cái hình cái ngôi sao ấy, hình ngôi sao thì là chúng ta phải đến đấy để chiếm cái điểm đó. Ok. Đó, tim bạn đâu bắn rồi đấy. Con tướng này của tôi thì nó vừa có khả năng bắn gần vừa có khả năng bắn xa. Trong này thì nó không có các cái điểm ăn máu như là trong Overwatch. Tuy nhiên khi mà chúng ta giết được tướng của địch hoặc là xong khoảng thời gian thì chúng ta sẽ hồi được máu. Ok, làm gì mà kinh thế? Đây là cái điểm mà chúng ta cần phải chiếm này. Ây à, tổ sư mày. Dead. Đấy, vừa bị nó giết xong. Có một cái trong cái Paladin này nó khác với cái Overwatch nữa. Đó là giữa trận thì chúng ta không đổi được hero nhé. Overwatch thì chúng ta có thể đổi được hero thoải mái. Nhưng mà trong này thì không đổi được hero đâu. Chúng ta chọn hero khi mà bắt đầu vào trận và sẽ phải chơi đến khi nào kết thúc trận thì thôi. Ok.
Một phát của con, hai phát láo với anh này. Đấy à, bố láo này. Tôi vừa ném cái đấy thì anh em biết nó là cái skill mà nó sẽ làm chậm đối phương khi mà đối phương đi vào cái điểm cái mid này của tôi này. Ở đây có một thằng địch bị chết này, chúng ta thể lấy được lấy máu. Nó đơn giản vậy thôi. Ok, một thằng chết. Giờ phải đẩy cái payload này. Chúng ta phải đẩy cái xe này đến được cái điểm chiến thắng, đến được cái nhà của địch, nhà của đối phương. Nó giống như Overwatch ấy. Anh em chơi thì nó cũng giống, gần giống như này. Chúng ta đẩy xe thôi. Chế độ chơi nó rất giống với cả con Overwatch. Con chó này. Con chó này. Con chó này. Con chó này. Ây à, mọc lốp rồi. Ở quân mình đâu mẹ hết rồi. Tôi nghĩ là nhiều anh em Việt Nam cũng đã chơi trò này rồi đấy. Bởi vì là game này trước đây thì nó đã mở cửa thử nghiệm rồi. Tuy nhiên thì lúc đấy thì nó vẫn bắt phải có key kích hoạt. Chúng mày đâu? Láo này. Láo này. Láo này. Ây à, tổ sư mày. Tôi cũng mới chơi trò này thôi, cũng chưa chơi nhiều, nhưng mà nói chung tôi nghĩ là nó là một cái trò rất là hay. Ê, mẹ skill gì đây? Vãi cứt. Ăn quả ulti của nó. Nói chung là game này thì nó giống Overwatch khoảng 90% thôi. Còn lại nó sẽ có nhiều cái khác. Đây tôi có thể mua được một số cái thẻ bài. Ok, trận này thua rồi. Không đẩy được xe đến nhà nó. Bắn không chết. Ai à? Bèo chơi có thằng chơi liệu. Như tôi đã nói thì khi mà chúng ta vào trận rồi sẽ không đổi được hero nữa. Nó không giống như Overwatch, chúng ta có thể đổi được hero. Ok, team mình là defense à? Tôi đéo để ý. Trong này đang có anh em có anh em người Việt Nam chơi trong này đấy. Mấy ngày hôm nay có vẻ Việt Nam vào đây chơi nhiều, bởi vì nó không yêu cầu key nữa. Victor à? Có anh em bảo tôi chơi Victor con đấy mạnh. Tôi mới chơi thì ra tôi cũng chẳng biết con nào trong này mạnh hay là con nào yếu cả. Chơi chủ yếu giới thiệu anh em thôi. Tôi nhắc lại nha, game này có tên là Paladin, và anh em truy cập vào cái link mà tôi để ở trên status ấy. Ây à, game này nhẹ thôi mà, cũng chỉ có hơn 2 ghi thôi. Nó cũng không nặng lắm. Nó thật là như thế.
So với Overwatch thì chắc chắn là nhẹ hơn. Nhiều anh em có tiền mua Overwatch nhưng mà chưa chắc đã có máy đủ cấu hình đâu. Mày láo này. Xác định. Bắn thêm một đéo chết. Xác định đi con. Xác định đi con. Ok, bên nó đâu đẩy xe rồi. Ulti đấy không? Không ấy được à? Ôi chết rồi rồi. RAM 4GB Core i3 anh em chơi được. Nhưng mà cần cặp màn hình. Tôi nghĩ là cũng cần cặp màn hình khoảng tầm 3-4 năm trở lại đây một tí cho nó khỏe. Yếu quá thì cũng khó. Trò này thì cái tính chiến thuật của nó tôi nghĩ là nó cũng không sâu bằng cái Overwatch được. Đừng để nó đẩy lên, quân mình đâu hết rồi. Ôi, đừng có chết, đừng có chết. Xong rồi rồi. Ok, defense ok rồi, thắng trận này rồi. Spawning in 15 seconds.
Tôi nhắc lại nha anh em, RAM 2GB thì tôi nghĩ là cũng có thể chơi được. Nhưng mà cấu hình nó thấp thôi, cặp màn hình thì nếu mà anh em nào không có cặp màn hình ấy thì phải để lâu đấy, phải để đồ họa cấp thấp nhất thì chắc là được. Còn lại thì anh em nào mà có cặp màn hình khoảng tầm 650T chẳng hạn, hoặc là 650, hoặc là các cặp màn hình trong khoảng tầm 3-4 năm trở đây thì sẽ chơi tốt. Đéo đông này. Tổ sư mày. Chạy được mình thế. Ulti ở con này là bắn nó cũng gần giống như con Soldier 76 ở trong Overwatch ấy, tức là bắn cái tâm của nó to hơn. Damage của nó cũng mạnh hơn. Ulti ra chết luôn. Nó đông quá. No, mình cũng có dog rồi. Ây à. Sắp bể xe đến nhà nó rồi, cố lên anh em, 2-3 giây nữa. Gần đẩy nơi rồi mà đéo đẩy được, bực vãi. Hết mẹ giờ rồi. Push fail rồi. Bực mình vãi. Các bạn chơi con này nó hơi yếu. Xong trận này tôi sẽ chơi con khác. Con này chỉ được cái ngắm thôi.
Ok, có anh em người Việt bảo lo chiếm đẩy xe đừng có lao đánh nhau nữa. Chuẩn rồi, lần trước mình ham đánh nhau quá. A perfect fit. Ấy à. Enemy killing spree. Time's ticking. Ôi, chúng độc rồi. Dị cái quả ulti ở con kia. À, bị quả độc của nó chứ. Con độc là bực mình phết đấy. Enemy rampage. Con dùng độc nó vừa giết tôi, nó có cho tăng hình cơ. Chiều nay mới chơi con đấy xong, con đấy khó chịu phết đấy. Quấy rối team địch. Ây à. Vẫn có anh em hỏi có chơi được trên điện thoại không, iOS không kinh. Trò này chỉ chơi được trên PC thôi nhá. Đông thế. Mẹ tổ sư. Ván này dễ thua rồi. Bu lếu này. Bố lao bu lếu, bố lao bu lếu này. Bố lao bu lếu này. Đấy à. Đầu đấy. Dính quả ulti của nó. 15 seconds remaining. Time's ticking. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Heroes incoming. Kinh thế nhở? 6, 4. Thua mẹ rồi, đẩy mẹ về nhà rồi.
Mình chơi gà quá. Ok. Rồi chơi ở đây tôi sẽ nói qua với anh em một chút nữa về cái game này này. Đó là khi mà chúng ta chọn một cái charm ấy thì nó sẽ có cái phần là gọi là những cái thẻ bài. Chỗ này nó khác với Overwatch ở chỗ là nó có thêm hệ thống thẻ bài này. Chúng ta có thể sắp xếp một cái hệ thống thẻ bài riêng của mình. Đây, ví dụ tôi chọn các cái thẻ bài mà mỗi thẻ bài nó có một cái tác dụng khác nhau. Ví dụ như cái này là sẽ di chuyển 15% nhanh hơn khi mà chúng ta ẩn nấp này. Đó. Thì chúng ta có thể tập hợp được 5 cái thẻ bài vào thành một cái deck. Nó gọi một cái deck ấy, giống kiểu như em chơi Yu-Gi-Oh ấy. Đấy, thì đây là một cái deck ban đầu này. Nó là cái basic của con Skye. Đây là anh em mà có muốn thay đổi cái loadout này, chính là cái hệ thống thẻ bài ấy, thì anh em vào đây. Nó khác với cả Overwatch là nó có thêm cái này. Còn skin với cả weapon, tức là vũ khí và cái skin của mình thì anh em có thể mua bằng cách là chơi thôi. Mình chơi mình sẽ được cái tiền này này. Tiền này sẽ để unlock hero. Còn một cái hệ thống tiền nữa là tiền nạp. Nó có hình cái màu xanh này là tiền nạp. Ok, chơi tiếp ván nữa nhá. Ván này chơi hero khác. Thẻ bài là bảng ngọc, có anh em bảo thẻ bài là bảng ngọc, nó cũng gần giống như thế thôi. Không phải là 100%. Anh em thích mở loot gì? Ok thôi. Đó, loot thì chúng ta sẽ được các cái thẻ bài thôi. Và chúng ta có thể đưa dùng để cho vào trong cái deck của mình. Cái này nó khác ở chỗ là khi mà chúng ta mở loot thì chúng ta được thẻ bài, còn trong Overwatch thì chúng ta mở cái loot box thì chúng ta chỉ có được skin này hoặc là những cái lặt vặt thôi, hoặc là tiền chứ không có hệ thống thẻ bài. Select your champion. Ok, tôi sẽ con Sky. Customize your champion. Con này là chuyên có trò đi chưa có cho ẩn nấp tàng hình. Em này vếu hơi to đấy, phải đùa đâu, nhìn trông rồi. Có tội không xoay ra đầu này được. Không xoay được. Đúng rồi, trò này con này là cứ chơi sát thủ thôi, cứ móc đằng sau giết chúng nó thôi. Mình có cho tàng hình mà. Trong này anh em bảo con Victor là con khỏe, đúng rồi, con Victor tôi cũng để ý con này rất khỏe. Nó có quả lựu với cả súng nó bắn tởm phết. Bên mình lắm sniper quá. I'll take it. Đây con này chỉ chuyên bắn bắn cái này thôi. Chuột phải thì nó là skill bắn độc. Đây bảng skill của nó này. Con này nó có cái ulti là hay phết, là nó ném một cái quả bom, nó đặt một cái quả bom ở giữa điểm ấy. Và khi mà nó nổ phát là xung quanh mẹ cứ mỗi 3 giây mất 1200 dam. Cái Queen này nó chỉ ném một cái làm cho bên kia nó bị mù thôi. Nó bị không nhìn thấy mình một trong khoảng thời gian. 5, 4, 3, 2, 1. The battle has begun. Đấy, tôi sẽ tàng hình ra đằng sau hội kia. Con này chơi là cứ móc lốp chúng nó thôi, chứ không phải ở kia đâu. Anh em nào mà thích chơi kiểu móc lốp thì cứ chơi này. Nó không nhìn thấy tôi đâu. Chết cha mày đi.
Ấy à, đâu đấy? Ấy à. Hệ bị quả thật. Thằng này là giống kiểu Hanzo ở trong Overwatch. Ấy ta, kinh thế. Chết à? Thấy à? Vẻ lác lác thì phải. Ra sau móc. Chơi con này là cứ phải móc liên tục thôi. Đây là có cả ulti E đây rồi. Đợi team nó đến đông đông một tí để đặt. Mày không chết à? À, 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 từ 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 em ơi. Nổ đê, nổ đê, nổ đê, nổ đê. Chết cha chúng mày đi. Em thấy quả ulti chết tại ba thằng luôn không? I'll show you the meaning of haste. Dí sát người nó à? A bit of cover. Ok, chắc con này phải đến chắc phải đến gần chúng nó mới ấy được. Mới bắn ngon được. Tôi nãy giờ bắn xa quá. Ok, tao sẽ tăng hình. Đéo nhìn là cái gì cả. Em nó không chết. Con chó này. Con chó này. Ây à.
Dí gần nhiều đam, ok. Rồi, hiểu rồi, dí gần sẽ nhiều đam. Trời, nãy giờ may mà anh em bảo tôi biết đấy. Khổ vãi. Chết mày. Ok. Dí vào. Mày chết đi con. Lao giữa team địch luôn. Ok, tôi có ulti rồi. Đặt một quả ở đây. Chết chúng mày đấy các con. Ây à. Tao có ulti thế mày ông nào chết. Ok, gần gần chết thì ném quy ra đúng không? Chết rồi. Gà này. Chạy này. 15 seconds remaining. Oh. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Con lượn này. Ây à. Con này không farm từ xa được. Con này chỉ có nhảy vào gần bắn nó xong lại chạy ra. Fail rồi. Ooh, shiny. Point spawning in 15 seconds. Đây đúng không? Ném quy xong rồi vào đây nấp đúng không? Ok, nấp được khoảng tầm 2 giây, 2 đến 3 giây. Rồi, ok, hiểu rồi. Thank you anh em nhé. Toàn gà đấy. Phải. Ném nó quả ulti vào giữa team nó. Mẹ tổ sư biến con gà chạy. Tôi nói lại là anh em truy cập vào cái link mà tôi để trên status đấy nhá. Trong đấy có hướng dẫn tải tất cả các thứ ở đấy đấy. Nên là đứa anh em nào hỏi là làm nào để tải.
bố láo này. Ây da, đâu đấy? Ok, phi vào đây, con chó này. Chạy đâu hả em? Ấy à, bắn kinh quá. Đặt quả bom ở đây đã. Lao vào đi, mẹ bọc kia lao vào đi. Ây à, nếu nào lao vào, mẹ push dễ rồi, push ok rồi. Thắng rồi. Làm quả ulti ở đấy ngon phết. Point spawning in 15 seconds. Anh em bảo là quăng quy để 5. I'll take it. 3 2 1. Không mua được cái gì khác. Ê, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Mẹ. Con lưỡi này. Chó này chạy này. Chạy đâu con? Chạy này. Rồi. Đặt quả bom ở đây. Ây à. Nhớ anh em vẫn không đọc tên game ở trên Status nhỉ? Con này tôi nhắc lại tên là Paladin nhá. Nó rất là giống với Overwatch. Nếu mà anh em đã từng nghe tên Overwatch gần đây. Giết 31 mạng rồi. Chơi con này giết nhiều vãi. Ấy à.
Con này tôi cảm thấy hình như là nó đang hơi hơi bá đạo quá thì phải, tại vì cái khoảng thời gian chờ tàng hình của nó rất là nhanh. Con chó này. Không lượn dân này. Mày không chết là đi phải successful rồi. Có một con ulti ở đây, ngon phết. Point spawning in 15 seconds. Cặp màn hình thì tôi đã bảo anh em rồi, là anh em có cặp màn hình khoảng tầm 3-4 năm trở lại đây thôi cũng chơi được. Còn nếu mà không có cặp màn hình thì anh em thử để mức mức lâu nhất xem, tức là mức yêu cầu cấu hình thấp nhất xem. Ok, thắng ván này nữa là mình sẽ thắng cả trận đấy. Đâu hả con? Chạy à? Bố láo này. I brought you a present. Chết mấy con. Ok. Thắng rồi. Anh em thích xem số skin á? Kim 19. Kim 19 chết 10. Acid 18. Solo kim 4. Strike 7. Team còn có thằng Q này đánh giỏi này, thằng Q này 29 này. Vãi luôn. Tôi rất thích chơi con Sky rồi đấy. Team mình có thanh niên còn mẹ giết được một, giết được một chết 7 mới kinh. Không hiểu thanh niên này chơi kiểu gì luôn. Ok, thêm một thằng nữa là đủ vào trận rồi. Anh em bảo Grover ấy hả? Thằng Grover ấy à? Grover là thằng... thằng này hả? Thằng cây này đúng không? Nhưng mà tôi chưa unlock nó. Quên mất chưa unlock thằng Rover. A champion. Sky.
Thôi chơi tiếp em véo to này thôi. Customize your champion. Grover tôi biết rồi nhưng mà tôi lại chưa mua con đấy, chưa unlock con đấy, nhục vãi, quên mất. Tôi thấy có con Victor ấy, cái con mà đang cầm cái khẩu khẩu như kiểu khẩu AK to tướng ấy kìa, con đấy có vẻ đam mạnh. Còn con Rukus này thì con này chuyên tanh rồi, không nói làm gì rồi. Thấy có vẻ ít mọi người ít chơi con Sky. Không biết vì sao, tôi thấy con này chơi hay mà. Móc lốp này. Cái mà cái ulti của nó thì mẹ độc vãi. Vẫn có nhiều anh em hỏi là có cần tiền mua con này không. Tôi đã nói rồi là con này không mất tiền nhá, hoàn toàn miễn phí. Cấu hình thì tôi nói lại một lần cuối nhá, là anh em chỉ cần có RAM 2GB trở lên. Cạc màn hình thì kể cả không mua cạc màn hình thì anh em để cái mức cấu hình thấp nhất ấy thì sẽ vẫn chơi được. Còn đây là tôi đang để mức cấu hình cao nhất rồi. Game rất là nhẹ, nói thật là như thế. Có thể nói là nếu mà so sánh với lại Overwatch thì con này chắc phải nhẹ bằng gấp 3 lần. Overwatch nặng hơn 3 lần. Tôi nghĩ là thế. Chí mà nói cho anh. Thằng tanker mạnh quá. Đi nhầm mẹ đường rồi. Ủa trong này mẹ mình không biết đường, đi khổ vãi. Có cái bản đồ nhỏ ở trên nhưng mà toàn nhìn nhầm. Chỗ này nấp đi con. Nè, đâu đấy. Chạy đâu? Enemy killing spree. I brought you a present. Cái này em không chiếc nó à? Nhục vãi. Ôi chạy đã. Con chó này. Chết cho con. Đẩy xe đấy. Đây là chế độ chơi đẩy xe nên là anh em có thấy đẩy nó chuyện bình thường thôi. Tôi sẽ lên làm cả ulti và giữ team bọn Doc này.
Mẹ làm quả ulti giữa team mà team mình đã quay lên, khổ vãi. Ây à. Thua rồi, đéo đẩy kịp rồi. Quả đấy chết là đéo đẩy kịp rồi. Chờ đốt ván này thôi, xong rồi tôi sẽ chuyển game khác. Tí nữa hết nốt ván này nghỉ tí rồi, tí nữa livestream game khác nhá. Bú lao bú lếu này. Bú lao của tao à? À, chơi thằng tanker đéo chơi được. Nó khỏe quá. Có rút kinh nghiệm mà không bật với tanker nữa. Sức mình yếu. À. Ôi đẹp. Mẹ bị ulti à? Sao chết nhanh nhá. Vãi, bị thằng này cho quả ở đầu rồi. Chết nhanh vãi. Lưỡi này chạy đâu hả em? Thế. Cổ sư mày. Ấy à. Ấy
Ây à, kéo kịp tàng hình. Đuổi kinh quá. Thảo có bom ở đây. Một phát. Bắn nó đi. Đẹp để nó chiếm à, mẹ thua mới kinh chứ. Bực vãi. Thua mới đau chứ. Mẹ thua rồi. Bực vãi. Đến đấy nó còn để thua. Spawning in 15 seconds. I'll take it. Có anh em còn hỏi cho mượn cái nick mới kinh. Nói chung là anh em nên đăng ký ở cái link mà tôi để status. Đăng ký rất đơn giản, rất dễ dàng. Anh em không mà không biết đăng ký nữa thì tôi bó tay đấy. Đăng ký chỉ cần cái email, sau đấy vào email xác nhận thôi là xong. Chết với con này rồi. Tôi có hay bị ham bắn. Mình đã nhìn nó tanker mà mình vẫn còn ham bắn. Chết mày đi con. Ulti ở con này không sướng lắm, nó chỉ nổ, chỉ là mất máu bọn kia trong bao nhiêu giây thôi chứ nó không... Nó không không nổ chết hết cả 8 như là con ở trong Overwatch. Ok, escort the payload. Đẩy xe đấy, mẹ tim mày không ai chịu đẩy xe à? Hits the spot, healer. Ấy à? Chó này.
Mày không chết à con? Enemy killing spree. Ây à. Ôi, đông lắm. Seconds remaining. Đâu hết nhở? Yêu yêu. Thua rồi. 3, 2, 1. Enemy rampage. He never dies. Enemy killing spree. Đéo chết. Ai cứt. Bắn gà quá. Thôi chán rồi. Hôm nay chơi chủ yếu giới thiệu anh em trò này thôi. Tôi nhắc lại tên game là Paladin nhá. Và anh em đăng ký và chơi game hoàn toàn miễn phí qua cái link mà tôi để trên status đấy. Rồi, hẹn gặp anh em trong buổi livestream tiếp theo nhá. Bye bye, see you again.